Hello, thư xin mến chào tất cả các bạn nha. Thì rất là lâu nhà thư có rất là nhiều việc cho nên thư không có đăng video lên kênh này được. Thời gian gần đây á thì có rất là nhiều cái vụ lùm xùm xung quanh những cái nghệ sĩ. Thư cũng có làm vài cái video muốn đăng lên nhưng mà cuối cùng thì thư đã không có đăng. Nhưng mà hôm nay á vô tình các bạn, hôm nay là ngày cuối tuần thì thư có rảnh rang thư mới coi video. Thư coi video thì có một cái video nó đã vô tình nó làm cho Thư rất là xúc động, cho nên Thư quyết định Thư đăng cái video này lên để Thư ít ra là Thư nói ý kiến riêng, đây là cái cảm nhận, cái quan niệm riêng của bản thân mình thôi. Còn cái quan niệm của các bạn như thế nào thì tùy vào các bạn, mà mỗi người đều có một cái ý kiến riêng. Cái video này nó rất là bình thường các bạn. Không biết ai đó lấy một cái hình ảnh, cái đoạn phim của cái chú Hoài Linh và gắn cái hình của cái gắn cái lồng nhạc, tiếng nhạc của cái cô Phi Nhung giờ hát mà rất là buồn. Mình nghe mình thấy rất là buồn, mình thấy cuộc sống đó các bạn mình nó rất là bạc, nó bạc kinh khủng luôn. Một khi mà mình thời điểm vinh quang á, ai cũng muốn gần gũi hết, ai cũng muốn gần để lấy danh lấy tiếng để thơm lây, cũng một tâng bốc hai tâng bốc. Khi mà mình thất thời rồi, khi mà có một cái tai họa gì giáng như mình rồi, ai cũng chạy xa hết, ai cũng tìm đường tránh cũng chạy xa, rồi chưa kể là đấu tố lẫn nhau, chưa kể là moi móc, bắt đầu là đụng có thời cơ thì bắt đầu moi móc những cái chuyện dị giảng. Những cái chuyện đó, thì lúc đó đối với họ là những cái hay, những cái tốt, thì lúc này là những cái chuyện mà họ đem ra họ moi móc, họ chỉ trích rất là tội nghiệp. Ở đời nó là như vậy các bạn, nó bạc kinh khủng luôn. Một khi mà các bạn làm cho người ta 100 một việc, một triệu, một tỷ chuyện tốt thì người ta sẽ không nhớ, nhưng mà các bạn chỉ cần làm một điều trái thôi, một điều trái là người ta sẽ dùi dập cho các bạn cho tới bước đường cùng luôn. Mà cái điều đó trái đó chưa chắc là hoàn toàn là 100% là lỗi của các bạn nữa. Thì để cuối cái video thư cho các bạn coi một chút xíu về cái video này, cái lý do mà tại sao mà nó làm cho thư xúc động mà thư quyết định thư đăng cái video này lên hôm nay. Thời gian gần đây á các bạn thấy á, mình nhiều khi mình không muốn bước lên, mình không muốn mở cái Facebook của mình hoặc là cái YouTube lên mình coi, tại vì mở cái Facebook lên là bạn bè thường hay share, hay những người ta hay share những cái video mà thấy gì đâu mà lên toàn là chửi nhau không các bạn, toàn là những cái người lên đặt điều nói xấu mạ lị, dùng những cái từ tục tĩu, những cái từ mà mình không dám lặp lại luôn. Mà trong khi đó mình hồi đó như mình thư chính bản thân thư nè, mình cũng tự hào mình là người Việt Nam, bao nhiêu ngàn năm văn hóa, bao nhiêu cái sự dạy dỗ này nọ, mà bây giờ tự nhiên mình thấy ở trên mạng người ta dùng những cái từ rất là kinh khủng cho nhau, người ta dìm nhau cho tới chết luôn. Mà lại lạ, lại có nhiều người rất là tung hô các bạn, tôi không hiểu tại sao luôn á. Thì hôm nay sau khi tôi coi cái video mà tôi nói tôi cảm động đó, thì tôi tiếp tục tôi coi dưới cái video đó thêm một cái video của một cái anh này, cái kênh của anh này là cái kênh Cuộc Sống Miền Trung. Thì ảnh làm video về chú Hoài Linh, cái cô này nè, để Thư sẽ cho các bạn coi cái video một khúc. Nhưng mà trước khi Thư cho các bạn coi á, Thư tóm tắt một chút xíu để các bạn dễ hiểu hơn, tại vì cái video này ảnh làm tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà Thư share hết thì nó hơi dài quá. Còn nếu mà các bạn mà muốn coi hết cái video thì các bạn vào cái kênh Cuộc Sống Miền Trung của cái anh này, các bạn coi thì nó rõ hơn. Thì anh này á, ảnh làm về chú Hoài Linh, thì cái cô này á, là fan của chú Hoài Linh. Hồi đó cô này có đã từng nói chuyện, không phải là nói chuyện qua phone mà text với nhau, các bạn bấm gửi tin nhắn qua cái trang fanpage của chú đã hơn, cũng khoảng 10 năm hơn rồi các bạn. Thì khi mà miền Trung bị lũ lụt á, cô có nhắn tin cầu cứu chú, là làm ơn xin tiền cũng như làm ơn đứng ra quyên góp tiền của cộng đồng để giúp đỡ dân miền Trung, tại vì dân miền Trung quá khổ. Thì chú đã đồng ý, mà cô này đã có vô tình là lúc đó cô không biết là chú bị bệnh, nhưng mà cô đã cầu xin thì chú đồng ý chú làm. Khi mà chú quyên góp thì có những cái tin nhắn qua lại á, thì cô này có hỏi chú là
tại sao mà chú chưa đi nữa. Thì chú ấy giải thích là ừ, dịch quá rồi nước ngập lụt này nọ. Thì khi mà các bạn coi á, ở trong đó nó có giải thích cho các bạn hết. Nếu mà Thư nói nha, cái này các bạn coi là tùy theo cái nhận xét của các bạn. Thư coi đứng trên cái cương vị của một người nhìn vào cái hướng tích cực, và nhìn Thư bằng cái tấm lòng vị tha, thì Thư nhìn đây là những cái bằng chứng hoàn toàn có thể tin cậy. Tại vì các bạn biết á, khi mà các bạn nhìn cái vấn đề vào cái chiều hướng tích cực với cái lòng vị tha á, thì các bạn sẽ nhận ra những cái mặt đúng của nó. Mà còn khi mà các bạn nhìn cái vấn đề vào cái chiều hướng tích cực, cái chiều hướng tiêu cực á, thì bây giờ người ta có nói như thế nào, người ta có giải thích như thế nào, hoặc là người ta có đưa ra những bằng chứng gì nữa, thì các bạn cũng sẽ không tin. Tại vì trong cái lòng của mình vốn dĩ là mình không có tin người đó rồi, thì bây giờ có làm gì đi nữa thì các bạn cũng sẽ không tin đâu. Cho nên các bạn coi cái video này xong thì suy nghĩ như thế nào Các là bạn, cái tùy video vào nó các rất là bạn. dài luôn á, nó dài 1 tiếng mấy luôn, nhưng mà Thư không có quay hết, Thư chỉ quay một đoạn thôi. Từ hôm Thư quay nó bị YouTube đánh đoạn quyền các bạn, cho nên Thư chỉ quay một cái đoạn nhỏ cho các bạn coi nè. Cái đây là chú nói nè, vì con nghĩ xem nha, trong thời gian mình kêu gọi và chuẩn bị đi làm thì ngoài kia báo những nơi mà chưa được cứu trợ, đường đi chưa được vì sạt lở và còn mưa nên không đi. Các bạn thấy có ngày giờ đàng hoàng là các bạn thấy không nè, ngày ngày 5 tháng 3 lúc 13 giờ 27 nè các bạn. Rồi để Thư bắt qua một chút xíu nữa. Nè, tiếp tiếp nữa nè các bạn, là hết mưa bão thì dịch bùng miền Trung. Các bạn thấy không? Đây nè các bạn. Cái này nè, cái tin này nè, Thư muốn ngừng ở chỗ này chút xíu nè. Khi mà cái cô này hỏi chú, nhắn hỏi chú là cái vụ mà tiền mà quỹ từ thiện mà người ta donate cho cái vụ mà của chú Chí Tài mất á, thì chú trả lời nè, làm hết rồi con, nhưng chưa đi được thôi. Danh sách và tất cả thời gian giờ giấc đi lại đều lên kế hoạch xong. 3 lần rồi mà vẫn chưa đi được. Thì có nghĩa là những cái chỗ có dùng mà chú muốn tới á, nó sạt lở cũng chưa đi được. Còn cái phần mà tiền bên phần của chú Chí Tài á, thì chú đã làm hết rồi. Có nghĩa là nhà đồ đã xây xong nhưng mà chưa giao được, tại vì do cái dịch này nọ rồi. Cho nên Thư không có dám quay nhiều. Nếu mà các bạn chưa có rõ lắm thì các bạn đánh vào cái kênh Cuộc Sống Miền Trung, và cái video là bằng chứng là chú Hoài Linh không có tham cái tiền từ thiện này, thì các bạn sẽ ra thôi. Thư không có quay nhiều. Hôm Thư quay bị đánh bản quyền, bị YouTube đánh bản quyền, Thư sợ quá, Thư tắt cái video đó các bạn. Thì tùy các bạn thôi, mình tin hay không là tùy cái quyền của mình. Nếu mà mình cảm thấy mà mình dị tha một chút xíu, mình sáu mở lòng chút xíu, thì cái đây là những cái cơ sở có thể tin được các bạn. Để có những cái tin này nè, khi mà các bạn bấm vô đây các bạn coi á, thì các bạn thấy rất là cái cô này nói nhiều nhiều câu cũng hay lắm. Cái trang này là khi mà cái anh này nè, anh bấm cái đường link nè, là cái hình đại diện của chú nè, là vô thẳng cái trang của chú không phải là giả nha các bạn, chứ không phải là nói là ừ, tạo cái trang giả, là vô thẳng cái trang của chú là 1 triệu mấy người đăng ký nha. Rồi có ngày có giờ có đàng hoàng hết, cho nên nó nếu mà nó giả thì không thể giả được. Thì các bạn lên các bạn coi thử thôi, rồi các bạn tự nhận xét theo như Thư là Thư thấy có thể tin được. Thôi để Thư Thư không dám chiếu nhiều quá các bạn, chiếu nhiều quá thì Thư sợ bị YouTube đánh bản quyền. Thì coi xong cái video thì các bạn có tin hay không thì tùy vào các bạn. Theo như Thư thì Thư thấy có rất là nhiều cơ sở để mình, nhiều cái vấn đề để mình, đủ cơ sở để mình tin các bạn. Tại vì thí dụ như mà nói đưa ra cái giấy đi, những cái
giấy, những cái gì trên phone á, thì mình có thể nói là người ta làm cái app hoặc là người ta Photoshop người ta giả được, còn cái này là đưa chính bằng cái phone. Mà qua cái giọng nói của cô này, Thư có cảm giác Thư có thể tin cô này được các bạn. Tin hay không là quyền của các bạn thôi, nhưng mà Thư thấy á, chú Hoài Linh từ xưa tới giờ các bạn, nếu mà người ta hỏi tại sao mà chú bao nhiêu chuyện thì chú không có lên chú giải thích nhiều, chú không có nói đưa ra những cái bằng chứng này nọ. Nhưng mà theo Thư nghĩ á, tất cả chúng ta đều biết hồi đó giờ chú Hoài Linh này chú rất là kín tiếng, chú không có phải mà ăn miếng trả miếng hay là lên làm những cái scandal để lấy tiếng trên mạng. Hồi đó giờ các bạn thấy không, cái chú rất là kín tiếng, ai làm gì làm, chú ít khi nào mà lên mà trả đũa để nói qua nói lại trên mạng. Thì Thư nghĩ đó cũng là một lý do. Với lại cái lý do thứ hai nữa, cái lý do này theo như Thư đứng với cái cương vị ở nhà Thư, gia đình Thư có một người bệnh các bạn, chú bị bệnh ung thư. Các bạn biết á, một khi mà cái người bệnh ung thư á, cái tâm tâm cái tâm trí họ không còn đủ để mà suy nghĩ nhiều đâu các bạn. Mình tại vì mình không có trong cái hoàn cảnh đó thì mình không thể nào mình hiểu được. Cái lúc đó, đó cái tâm trí của người ta nó bị loạn rồi các bạn, nó bị loạn rồi, nó không còn suy nghĩ được nữa. Mình không biết là mình có thể sống qua được hay không, cái căn bệnh này có thể chữa được hay không, mình có thể vượt qua được hay không, là mình có thể sống được bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cái sự gánh nặng nó áp đảo tinh thần của người ta, thì làm cho người ta nó bị tâm trí nó không còn. Thư có người thân nè, các bạn biết không, bị ung thư đó, nó là một chứng bệnh, nó ăn mòn cái cơ thể, ăn mòn cái óc của mình, nó làm cho cơ thể của mình nó rất là yếu đuối, nó đau khổ lắm bạn. Cho nên nhìn Thư nhìn bằng cái góc của cái người bao dung, của cái người vị tha, thì Thư thấy theo như Thư là cho chú một cái con đường, đừng có ép chú tới đường cùng quá. Tại vì những cái cơ sở chú đưa ra tin được các bạn, mà phải chi là cái các bạn biết những cái người mà người ta có cái ý đồ gian đi, ví dụ như gian kiểu này, mình lấy 13 tỷ đó mình đi mua cái đồ giả, cái đồ ví dụ như là chỉ tốn có 5-3 tỷ, rồi mình dùng cái con số giả, mình dùng những cái tin giả để mình đưa lên, mình nói là mình đưa cái giá giả lên đi, ví dụ như cái đi mua cái máy này cho đứa nhỏ đi học, cái máy computer ví dụ đi, có một 10 triệu đi, mình đem mình phỏng, mình bơm lên là thành 100 triệu để mình ăn gian cái số đó. Bây giờ người ta tìm ra thì cái đó đúng là cái lỗi của chú, nhưng mà cái này á, cái số tiền vẫn còn nằm trong nhà băng của chú. Và bao nhiêu cái việc nó xảy ra trong một thời gian quá ngắn thì Thư nghĩ là nên đừng có dồn ép chú vào cái đường cùng các bạn. Một cái con người mà khi mà người bị hiểu lầm nó rất là khốn khổ luôn. Thư đã từng trải qua cái cảm giác đó, cho nên Thư không phải là cái cảm giác giống như chú, nhưng mà cái cảm giác bị hiểu lầm, Thư đã từng trải qua cái cảm giác bị người ta hiểu lầm, nó kinh khủng lắm. Cái chuyện như mình làm á các bạn, mà người ta nói mình không tức, mà mình không có làm người ta nói của mình á, trời ơi, mình giống như mình bị điên luôn, mình tức mà không làm gì được á, nó kinh khủng lắm các bạn. Cho nên nếu mà các bạn, chú có nói một câu á, là hồi các bạn cứ nhớ cái câu chuyện mà người đàn bà không, các bạn, người đàn bà 2.000 năm trước á, các bạn có cái bài hát á các bạn, thì bao nhiêu người đang giận dữ, đang muốn ném chết cái người đàn bà này đi, người ta nói là cái người đàn bà này lăng lò, người đàn bà này xấu xa như thế nào đó, thì chú mới nói một câu là ai là cái người mà trong sạch. Nếu mà các con, trong các con người nào mà cảm thấy mình trong sạch, chưa bao giờ làm một cái điều gì tội lỗi, thì các con hãy đứng ra ném đá chết cái người đàn bà này đi các bạn. Không ai dám ném hết. Tại vì mình hỏi bản thân của mình đi, mình trong dị dạng của mình có cái điều gì sai chưa? Chưa, Thư bảo đảm mình là cái con người các bạn, khi mà mình có cái, mình là con người bắt buộc mình có cái bản ngã,
cái bạn ngã và cái sai lầm của mình, có thể là lúc đó mình còn trẻ quá, mình nông nổi, mình bồng bột, hay là những cái lúc gì đó vô tình cố ý gì đó, mình cũng có cái sai của mình. Cho nên đừng có dồn chú vào đường cùng các bạn. Các bạn thấy thời gian gần đây nè, bao nhiêu người, có những cái người á, lúc mà chú đương thời á, thì lên tăng bốc chú chụp được một cái hình chung với chú á, là lật đật đăng lên để khoe mẹ với thiên hạ, để được thơm lai với chú. Rồi khi mà chú bị ngã ngựa các bạn, cái lúc này nè, cái lúc này là cái lúc mà rất là quan trọng nè. Tình người thể hiện qua cái lúc này nè các bạn, có thương yêu hay không, bạn tốt hay không, những cái người mà có thật lòng với mình hay không là những cái lúc này nè. Còn những cái lúc mà mình vinh quang á, thì bạn bè ở đâu cũng tới đó. Những cái lúc mà mình ngã ngựa là những cái lúc mà mình tìm một cái người bạn rất là khó. Cho nên Thư hy vọng là các bạn mình sống mình mở lòng ra một chút xíu thì cuộc đời nó sẽ khỏe hơn. Thí dụ như là mình nghĩ người ta tốt đấy các bạn, nhiều khi cái mình đỡ, cái đầu mình nó đỡ căng thẳng. Mình nghĩ cái người đó xấu thì mình bực bội, mình tức tối, mình cứ tức là tại sao cái ông đó mình thần tượng ổng như vậy, mình thích ổng như vậy, bây giờ ổng lại làm những cái chuyện như vậy, thì mình sẽ rất là khổ sở. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ, nhìn cái mặt tích cực, các bạn nghĩ là tại vì có nhiều việc chú phải trải qua quá, chú bệnh hoạn, một cái cơ thể con người bệnh hoạn các bạn không thể nào các bạn hiểu được, ngoại trừ những cái người mà đang trải qua những cái bệnh hoạn đó thì các bạn hiểu. Cái vấn đề từ thiện trong cái thời gian gần đây này các bạn thấy không, tự nhiên bị môi ra, ai làm từ thiện cũng bị môi ra hết. Thì nếu mà các bạn khắt khe quá đi thì ai khổ, nếu mà các bạn khắt khe quá, các bạn làm quá thì cái người khổ là cái người dân mình nè, cái người dân miền Trung mình khổ nè. Các bạn thấy không, khi mà bão lụt, khi mà bị những cái tai nạn gì á, thì người nghệ sĩ là cái người luôn luôn đứng ra trước nhất để tiên phong, để đi xin tiền quyên góp để đem ra ngoài đó. Bao nhiêu nhà được cứu, bao nhiêu người được cứu, là các bạn thấy không, ai đa số tôi thấy là toàn là nghệ sĩ không. Mà nếu mà bây giờ mình chất vấn người ta quá, mình khó khăn với người ta quá, mình làm cho người ta sợ hãi quá đi, thì thí dụ như bị cái nước mình miền Trung bị gì nữa đó, rồi ai mà dám, nghệ sĩ nào mà dám đứng ra làm nữa các bạn. Tại vì thí dụ như thấy cái gương của chú Hoài Linh nè, đi làm từ thiện mà bây giờ thân tàn ma dại, cũng như là bị dùi dập không còn cái gì nữa hết. Người ta lên chửi bao nhiêu tiếng tăm, bao nhiêu chục năm nay bị người ta chửi kiểu đó, rồi người nào dám làm từ thiện nữa các bạn thấy không. Từ Trấn Thành cũng bị móc mẻ ra, chú Hoài Linh nè, rồi cho tới Thủy Tiên, người nào làm từ thiện cũng bị các bạn môi ra, các bạn thạch sách hết. Thì đó là cái ý kiến của Thư thôi nha các bạn. Ý kiến của các bạn Thư tôn trọng. Thì Thư chỉ nêu lên cái quan điểm của mình, để có thể nào những bạn nào là bạn bè của Thư thì mình nên suy nghĩ lại và vị tha. Tha thứ cho người ta cũng chính là tha thứ cho bản thân của mình. Thư cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của Thư. Thư chào các bạn nha.